Xin chào các bạn nhé. Hiện nay mình đang ở tầng 6 của thẩm mỹ Dr. D của bệnh viện Đông Đô. Thì đây là cái khu vực mà khách hàng sau khi thực hiện đại phẫu xong thì sẽ được nghỉ ngơi cũng như là sẽ được kiểm tra sức khỏe trước khi ra về. Thì ngay sau đây sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn nhé một ca của khách hàng. Chị là cũng làm trong ngành y, cũng làm y tá thì chị đã thực hiện dịch vụ là hút mỡ tạo hình thành mụn tại thẩm mỹ Dr. D và bây giờ là bạn bác sĩ cũng như là các bạn y tá của thẩm mỹ Dr. D sẽ kiểm tra thăm khám lại cho chị và sẽ chỉ định cho chị ra về nhá. Mọi người sẽ cùng gặp chị khách hàng. Vâng. Đây là những khâu cuối cùng khi mà bạn y tá của thẩm mỹ Dr. D sẽ khám, sẽ trực tiếp là kiểm tra này, sau đó sẽ thay băng cho khách hàng và sau đó là sẽ ghen lại cái phần bụng. Đây thì chúng ta sẽ cùng xem bụng của chị này rất là đẹp luôn, chị hút mỡ và tạo hình thành bụng nhá. Đấy. Hôm nay mới là được 3 ngày thôi, hôm nay là sang ngày thứ 3 và chị chuẩn bị ra về rồi đây. Đây là buổi thay băng cuối cùng tại thẩm mỹ Dr. D nhá mọi người. Đây, chúng ta sẽ cùng xem. Và các bạn nếu mà có câu hỏi gì dành cho chị khách hàng nhá thì hãy để lại phía dưới. Hút mỡ tạo hình thành bụng như thế này thì chắc chắn là nó sẽ có một đường sẹo nhưng mà nó rất là mảnh và nhỏ thôi. Đây là cái đường sẹo nhỏ này, mọi người này, đấy. Và đã được ghen lại như thế này rồi, đấy. Rất là mờ thôi, sau này thì nếu mà cơ địa của mình tốt thì sẽ không nhìn thấy cái đường sẹo này đâu nên là mọi người yên tâm nhá. Cái phương pháp hút mỡ và tạo hình thành bụng này nó sẽ giúp chị em loại bỏ được rất là nhiều mỡ thừa và nhất là những cái chị em nào mà chúng ta đã sinh nở nhiều lần rồi ấy, thì cái phương pháp hút mỡ tạo hình thành bụng này nó sẽ giúp cải thiện được rất là nhiều. Đấy. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị đôi chút nhá. Chị ơi, thế không biết là được biết là chị làm trong ngành y thì chắc là chị cũng đã tìm hiểu rất là kỹ trước khi mà mình thực hiện hút mỡ tạo hình thành mụn rồi. Thì lý do gì mà chị đã quyết định là chọn thẩm mỹ Dr. D cũng như là chọn bác sĩ của thẩm mỹ Dr. D là người thực hiện cho chị? Vì là mình làm trong ngành y và nói thật là mình cũng làm ở trong bệnh viện ấy. Mình làm ở trong bệnh viện ấy và cũng đã làm việc cùng với anh Điền và mình đã chứng kiến anh Điền anh mổ cho rất nhiều người cũng có cái bụng như mình và mình thấy là anh mổ rất đẹp và nên là mình rất là tin tưởng và mong muốn là anh sẽ làm cho cái bụng của mình nó được cải thiện hơn vì là đẻ xong hai đứa bụng của mình nó rất là nhiều mỡ và nhiều da thừa. Vâng, thế cái lúc mà thực hiện thì chị có thấy đau không? Chắc là chị cũng không hồi hộp lắm đâu đúng không? Ngày hôm trước thì cũng có lo lắng nhưng đến khi mà bắt đầu làm thì lúc đấy thì không lo lắng chút nào cả và cũng chuẩn bị tinh thần là sẽ đau như là đau mổ đẻ thôi nhưng mà cũng bất ngờ là không đau một tí nào. Ngay cả lúc mổ xong hay là ngày hôm sau hay đến bây giờ thì cũng không đau, không không cảm giác đau gì cả. Thế là mình hiện tại là đã phải uống một viên thuốc giảm đau nào cho chị? Trưa sáng bạn ấy phát giảm đau nhưng mà mình bảo chưa đau nên là mình cũng chưa uống. Hôm nay là ngày thứ ba rồi mà không đau như thế này thì là một phần cũng là do cơ địa của mình và một phần là do tay nghề của bác sĩ nữa đúng không chị? Vâng. Thế bản thân chị đánh giá như thế nào về tay nghề của bác sĩ là thứ nhất này, cái thứ hai là trang thiết bị cũng như là các dụng cụ y tế rồi là thuốc men ở tại phòng mổ của thẩm mỹ Dr. D? Tay nghề của bác sĩ thì mình là đặc biệt là rất là tin tưởng bác sĩ Điền bởi vì là mình làm việc với bác sĩ Điền cũng cũng một thời gian cũng khá lâu rồi, mấy năm rồi và bác sĩ Điền là một người làm việc rất là có tâm. Còn về trang thiết bị thì ở viện thì trang thiết bị rất là hiện đại, các khâu vô trùng vô khuẩn thì trong phòng mổ thì tuyệt đối là đảm bảo luôn và rất là an toàn. Vâng. Và hiện tại là mình phẫu thuật xong 3 ngày rồi thì chị cảm thấy cái vấn đề sức khỏe của chị như thế nào? Chị thấy rất là khỏe ạ. Bởi vì mổ xong mà ngày hôm sau chị đã có thể tự ngồi dậy và đi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân bình thường được rồi. Và cũng có thể tự ngồi dậy đi lại các thứ làm mọi việc thì bình thường. Ăn uống thì cũng thấy ăn uống như ngày bình thường thôi, không không có trở ngại gì cả. Vâng.
Và mình đi lại là ngay hôm trước hôm sau là mình đã đi lại được luôn rồi. Sáng hôm sau, mổ hôm trước thì sáng hôm sau chị đã tự dậy và đi vệ sinh cá nhân bình thường được rồi. Chị đánh giá như thế nào về cái đường sẹo phẫu thuật của mình? Đường sẹo thì xem chị sáng nay các bạn hay băng thì chị cũng có nhìn đường sẹo của chị thấy là sẹo nó rất là, cái đường vết mổ nó rất là gọn gàng. Chị nghĩ là chắc là sẽ đẹp đấy, bởi vì là cơ địa sẹo của chị cũng sẽ đẹp mà. Vâng. Cái đường phẫu thuật của mình nếu như mà do bác sĩ mà có tay nghề tốt cũng như có kinh nghiệm thì chắc chắn là cái đường khâu nó cũng sẽ được mượt và nó sẽ được đẹp hơn rồi. Vâng. Và một phần nữa là do cơ địa của khách hàng nữa, nếu như mà các bạn khách hàng mà cơ địa của mình vốn là rất là tốt thì cái đường sẹo nó sẽ rất là mờ. Như là chị khách hàng này thì đợt chị đẻ hai bé thì gần như là không thấy đường sẹo mổ đẻ luôn đấy, nên là bây giờ cái đường sẹo phẫu thuật hút mỡ tạo hình thành bụng này chắc chắn là sẽ gần như là sẽ cũng không thấy đâu. Đấy, nên là mọi người yên tâm, nếu như mà mình có nhu cầu là mình hút mỡ tạo hình thành bụng thì mình cứ tự tin mình làm và không cần phải lo sợ sẹo. Bởi vì nếu như các bạn lo sợ sẹo thì chúng tôi sẽ có phương pháp cũng như sẽ có cách để giúp các bạn lấy được cái phần tâm lý ổn định này, và sẽ giúp các bạn là khắc phục được cái vấn đề sẹo. Tại Thẩm mỹ Dr. D chúng tôi có cả khoa laser, khoa điều trị da công nghệ cao nữa. Nên là nếu như lo lắng có sẹo thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn, sẽ chỉ định cho các bạn những phương pháp laser để làm sao mà có thể làm mờ sẹo một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất nhất. Nên mọi người đừng lo lắng. Đó, rất là đẹp. Và bây giờ thì khách hàng của chúng tôi sẽ được tiến hành để ghen lại cái phần bụng. Thì sau khi mà hút mỡ tạo hình thành bụng thế này thì bác sĩ có hướng dẫn chị là về nhà mình sẽ ghen trong bao lâu không ạ? Mình sẽ ghen trong vòng 1 tháng. Vâng. Đó thì chúng ta sẽ ghen bụng trong vòng 1 tháng nhá mọi người nhá. Chào các bạn đang theo dõi livestream nhá. Thì lát nữa tôi sẽ giải đáp những câu hỏi các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ quay cho các bạn xem phần bụng của khách hàng đã nhá. Nó rất là mềm rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành là ghen bụng cho chị khách hàng này của chúng tôi. Đấy thì mời mọi người cùng xem thao tác ghen bụng như thế nào nhá. Đấy, xem thao tác một cách chính xác nhất này. Đấy, mời mọi người cùng xem nhá. Đấy. Thưa anh có thể chia sẻ một chút là nếu khách hàng này về nhà thì chị có thể tự ghen bụng của mình được không ạ? Cái này thao tác cũng được rất đơn giản. Nhưng mà hiện tại thì bệnh nhân cũng đang vừa mới phẫu thuật xong nên cơ thể còn yếu. Thì tôi khuyên các bạn là nên nhờ người thân hỗ trợ giúp cái thao tác này thì sẽ thuận lợi hơn. Vâng. Nếu như mà chúng ta sức khỏe mà những ngày đầu của chúng ta chưa ổn định nhá, thì mọi người có thể nhờ người thân của mình giúp đỡ mình trong cái việc cái ghen bụng này. Nhưng mà sau đấy rồi, khi mà mình ổn định sức khỏe rồi thì mình có thể tự ghen bụng được. Nó cũng đơn giản thôi, không có gì khó khăn đâu mọi người nhá. Chào Diễm My, chào bạn. Khách hàng này hút mỡ tạo hình thành bụng thì ở lại bệnh viện có 2 ngày thôi. Hôm nay thì chị đã được ra về rồi và hoàn toàn là không đau một chút nào, nên là mọi người yên tâm nhá. Chào bạn Nhâm Bùi, hút mỡ có thể cho da mông được không? Được bạn nhá, chúng ta sẽ lấy cái lượng mỡ thừa chúng ta xử lý, sau đó thì chúng ta sẽ cấy vào phần mông của chúng ta để giúp cho vòng 3 nó được căng tròn và được đẹp hơn. Thì cái phương pháp này nó rất là an toàn, gần như là sẽ an toàn tuyệt đối sức khỏe của các bạn nhá. Chào bạn An Hoài. Bạn An Hoài có hỏi chị là giờ chị còn đau không? Thì chị có đau không? À, không đau một chút nào đâu bạn An Hoài nhá. Bạn Nguyễn Linh, chào Nguyễn Linh nhá. Đau không bạn? Chị khách hàng của chúng tôi không đau đâu. Mới hôm trước hôm sau là chị đã có thể đi lại bình thường rồi, và bây giờ chị chuẩn bị ra về đấy ạ. Nếu như mà bạn Nguyễn Linh muốn làm nhá thì đừng ngần ngại, hãy đến với cả Thẩm mỹ Dr. D. Hãy gọi điện cho chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí, và đặt lịch thăm khám bác sĩ cũng hoàn toàn miễn phí nhá bạn Nguyễn Linh nhá. Chào Hồng Nhật Thanh Duy. Làm xong có được vĩnh viễn không? Có bị to bụng lại không? Bạn Hồng Nhật Thanh Duy ơi, thường là khi mà chúng ta hút mỡ tạo hình thành bụng như thế này xong ấy, thì bác sĩ của chúng tôi sẽ kê cho các bạn một cái hướng dẫn, gọi là hướng dẫn ăn uống và tập luyện. Đấy, để giúp cho các bạn làm như thế nào chúng ta duy trì được cái kết quả này lâu nhất có thể. Tôi chỉ dám nói lâu nhất có thể thôi, bởi vì là nếu như mà chúng ta về nhà ấy, chúng ta không có...
chúng tôi thường đánh giá một cách trực tiếp là khách hàng chưa có ý thức giữ gìn về nhan sắc cũng như là cơ thể của mình nhá. Ăn uống hơi quá nhiều chẳng hạn này, uống rượu này, uống nước có ga này, uống nước tăng lực này, rồi là thức đêm nhiều quá, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là ảnh hưởng đến cái kết quả thẩm mỹ nhá. Thì có thể là chúng ta tăng cân quá nhiều, bụng nó cũng sẽ to hơn một chút thôi, nhưng mà nó cũng không đến mức là to như ban đầu trước khi các bạn làm đâu. Đấy. Nếu mà bạn Hồng Nhật Thanh Duy có thêm câu hỏi gì nhá thì hãy comment ở phía dưới để chúng tôi giải đáp cho bạn nhá. Chào bạn Huyền Su, làm sau bao lâu thì sinh hoạt bình thường? Bây giờ chị khách hàng của chúng tôi là đã có thể sinh hoạt bình thường rồi, chị đã có thể tự đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt được rồi. Hiện tại là chị vẫn kiêng tắm rửa đúng không chị? Vâng. Thì bác sĩ có bảo là kiêng tắm trong khoảng bao lâu không chị? Đến khi mà vết mổ nó liền ấy. À, còn bình thường là mình vẫn lau người thôi đúng không chị? Vâng. Trước khi mà vết mổ liền nhá thì bạn có thể lau người bình thường, đánh răng, rửa mặt, vệ sinh, đi lại, không có vấn đề gì. Nhưng mà để khi mà cái vết mổ nó hoàn toàn nó lành lại rồi thì bạn có thể tắm rửa bình thường nhá bạn Huyền Xu nhá. Chào bạn Nhâm Bùi nhá, em bị to mỗi phần bụng. Vâng. Nếu mà bị to mỗi phần bụng thì bạn hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ đi để được chúng tôi hướng dẫn bạn nhá. Sẽ có phương pháp dành riêng cho bạn và tùy thuộc vào cái vấn đề bụng bạn đang gặp phải là gì thì bác sĩ của thẩm mỹ Dr. D sẽ đưa ra hướng dẫn cũng như là đưa ra những cái ý kiến đóng góp giúp cho bạn tìm được cái giải pháp để giúp bạn khắc phục được cái phần bụng của mình một cách tốt nhất nhá. Cảm ơn bạn Nhâm Bùi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi livestream của thẩm mỹ Dr. D nhá. Vì thời lượng chương trình cũng có hạn thôi và bây giờ thì khách hàng của chúng tôi sẽ ra về. Thì cũng rất là cảm ơn chị vì đã sẵn sàng chia sẻ hình ảnh với mọi người, trò chuyện với mọi người. Và khi mà về nhà thì chắc chắn là 1-2 hôm nữa qua kỳ nghỉ lễ thôi thì sức khỏe của chị sẽ tốt hơn bây giờ rất là nhiều nữa. Và cái đường sẹo cũng rất là đẹp. Đấy, thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại chị khách hàng sau khoảng 1 tuần đi. Khi mà chị đến kiểm tra lại cái đường phẫu thuật của mình tại thẩm mỹ Dr. D thì chúng tôi sẽ gặp lại chị và trò chuyện với chị nhá. Vâng, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn các bạn khách hàng đã theo dõi livestream của thẩm mỹ Dr. D nhá. Xin chào và sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những livestream tiếp theo của thẩm mỹ Dr. D. Và hôm nay thì chúng tôi rất là đông nhá, có rất là nhiều các ca phẫu thuật đấy. Thì chúng tôi sẽ livestream thường xuyên để mọi người có thể theo dõi các dịch vụ. Xin chào nhá và hẹn gặp lại tất cả nhà.